Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với Phụ Tùng Tí Hon anh em cô chú ơi. Clip số 109 của bộ phim dài nhiều tập này. Này tới tập 109 anh em, mong mong tới tầm 50 hoặc 200 sẽ quay lại số 1. Để kéo dài số lớn quá, ta dòm ngó quá cũng hơi khó lòng anh em, tới nhị chuyện tới nhị. Mời anh em vô ly tà móc câu cái có cái máy xương cá anh em, máy xương cá khá đẹp. Quay phớt phớt là cho anh em coi, đăng là đăng vậy thôi chứ còn đồ là anh em thấy mấy cái này đã bán máy ở ngoài nữa anh em cô chú, cái nào đăng lên là phục vụ với anh em cô chú, còn cái nào bán tại đây thì không có quay hết anh em, còn cái này thì quay để anh em nào xem, anh em cô chú nào xem giải trí chơi uống trà online rồi xem giải trí chơi cho vui xem, còn anh em nào không xem thì lướt qua, bị gì lý do là mình bữa nay mình nói chuyện hơi lạ, chỗ này là nó hơi khác biệt là do cái máy đã bán muốn hết đồ, nó chỉ còn có bộ lửa với bộ ba nắp thôi anh em. Dên đầu lòng bình xăng số nồi ốc tán gì bán sạch cụ đề nó, mình nói trước chứ để nhiều khi anh em nói quay mà bán rồi không chịu nói coi cho đã rồi không bán rồi hết trơn cũng 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 phiền cho người xem, mình là tình thật nó thật chứ không có câu like câu view gì đây hết, có người thì họ nói quay để câu like kiếm tiền YouTube cái đó thì cũng có, nhưng mà cái nào bán rồi nói anh em ơi cho anh em đỡ mất thời gian xem, anh em trông đợi người ta mua lúa non hết ráo. Đây là máy xương cá anh em cô chú, đời 2006 07 gì đó không biết, cái này là người ta nói là nồi đồng cối đá là nó đó anh em, mà nồi má cá đồng cũng được mà đá luôn, nồi đồng cũng cũng được luôn, anh em muốn coi nói sao nói. Rồi quay sơ qua vòng cho mấy anh em coi cái nào mình cái gì mình cũng báo thật trước hết anh em, cái này đã bán hết chỉ còn có bộ ba nắp với bộ lửa, có số anh em cào phím rồi dạch lá tìm sâu dữ dằn lắm, dạch nát lá mẹ tơn cho sâu nó lòi ra kiếm chuyện, làm cái gì mà cũng phải có sơ sót, quay cái gì nói cái gì không có tài liệu không có nghiên cứu lỡ sơ sót mong anh em thông cảm. Hơn là đàn ông quay mà mấy ông dạch lá kiểu đó là không sao, chứ gặp đàn bà mà dạch dạch bả đá một cái lọt sàn luôn, dạch dạch rồi bỏ đó nha, là chết luôn. Rồi, tạm ngưng tháo liền anh em cô chú. Đầu lòng khá tắng anh em cô chú. Màu mỡ chất chì dữ anh em ơi. Cái hoa lăng thì nó hơi nám nhẹ nè nè. Do nước măng nè. Nhưng bên trong của nó là tuyệt vời anh em cô chú. Đát 2006. 06 là 2006 anh em. Nám nám này chứ xài lì lắm anh em, mấy cái đời này dòng này nó dữ lắm, mấy dấu chống sơn đâu mực nhà máy nè anh em của chú mới rút ra luôn anh em ơi. Rồi tháo tới đầu mê tới đó anh em theo dõi từ 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 giải trí xem, vừa uống trà vừa xem cho nó đã anh em của chú. Rồi máy xương cá nồi đồng cối đá đã tháo ra được nửa đường anh em của chú ơi. Rồi cái nồi bà mẹ cái nồi tuyệt vời anh em ơi, đắt 206 về đây mà làm sao mà hú nổi, để coi cho anh em coi kỹ cái nhông hú nó cái xét số của nhông hú sọc sớ nè, xe này để quên ít chạy quá anh em cô chú, sọc xéo à, ủa tủa. Ghiên anh em, bao anh em 100% chưa chạm. Rồi xây qua đây coi cái bê tông cái anh em ơi. Bình xăng nè. Xăng tháo kiểu này đang chừa cái co ghiên lại cho người ta anh em, anh cái chú này mua cái đầu lòng mà chú không mua luôn cái bình xăng nên phải tháo kiểu này để cái co lại, gòn ghiên giữ gòn ghiên này lại anh em cô chú, KFL nè anh em cô chú, anh em thấy cái bê tông nó cái đứng ngoài giữa tường thấy một cái muốn xỉu luôn anh em, trời bà mẹ ơi 2006 nè, tuổi lớn rồi mà như ngay như trẻ thơ anh em cô chú, bà nội cha cái bê tông tôi không thể nào mà tôi ngờ mà nó như thế này á.
Đúng là bán lúa non này mà tháo ra mà một cái rồi cái đầu lòng này không, tôi bán 3 triệu 3 anh em cô chú. Bán dên đầu lòng cho ổng mà có mấy đồng rồi mà rẻ lắm anh em cô chú, tại bảo mật không có nói giá ra. Báo cho anh em biết, ảnh biết cái là anh giật gân luôn cái đầu lòng KTL này. Cái này mà tôi nói, trưng lên cái tủ một cái rồi để dành trưng đồ cổ. Biết đâu là 2006 mà nó dày nè. Ơi nó non. Bộ ốc cũng tuyệt vời nên em có cái bộ hoa lăng anh em ơi. Dạ anh vô cái bộ hoa lăng này quay giá cho anh em coi luôn. Tuyệt vời luôn, là có cái chưa chạm mà. Bông bông nắm nắm vậy đó. Bán cho anh em bộ full bộ 4 nắp với bộ hoa lăng này luôn là tiểu anh em cô chú. Anh em nào nhanh tay quất cái bộ này xài đã đời không đĩa luôn. Bán rẻ rẻ cho anh em mà nước sơn nó đẹp luôn, nó còn luôn nè anh em cô chú. Nước sơn nó hết thế luôn anh em ơi. Bộ nắp này không đủ tiền anh em cô chú, mấy trăm ngàn này. Cục lửa hết biết cục lửa luôn anh em. Mã chuyên môn anh em mua đồ anh em bảo toàn tỷ số với cầu toàn. Tôi cầu toàn gặp có mấy ông anh kêu còn hơn, ông kêu phải quay pin lửa mã số vậy. Nó có quan trọng, quan trọng là cái nó phải thật. Mà cái người bán cái tầm cỡ này mấy chục năm trong nghề không có ai mà đi tháo đồ với anh chứ. Mấy anh đoán cái phong thủy mấy anh biết chứ. Chứ còn hơi đâu mà coi có con số nó làm gì không có. Cái khả năng của cái tùy người. Mình ví dụ mình làm cho mấy anh em mình táo đồ ra để còn thay thợ, để còn cộng sự, nó coi mình ra gì. Chứ đâu phải không, bằng chung với mình là nói chung là chung phe, chung phía này muốn làm sao làm đâu, đâu có. Mình cũng bậy bậy, mắc cỡ lắm. Ron này còn luôn anh em cô chú. Bộ này đọc chứ, bộ này nếu mà ô mà cái bộ này nếu mà anh em nào không mua tống dòng giờ tới mơi không bay đưa cho Võ Hùng Phong dọn xe nhà ý chơi sưu tầm bán ưu tiên cho anh em cô chú trước chứ không phải nó chơi đâu, phải nói anh em trong nhà cái đưa đồ đẹp ra cái mình lấy đồ xấu xấu mình quay lên bán mạng đó, lúc nào cũng ưu tiên cho khách hàng trên mạng trước hết. Ví dụ hai ngày nó không bay rồi, hoặc ngày gửi nó không bay là đưa cho ý liền. Mấy cái bộ này ý khoái lắm, tại vì lắp vô luôn đúng ghim luôn, khỏi có tét keo và khỏi có lo vấn đề con ghiên con lô sau này. Siêu công nghệ đầu điếu nó ráp vô cái nữa, sau này nhìn không có biết cái nồi chạm hay không chạm anh em cô chú. Còn bốn ốc đầu này có thể có dấu nhẹ là anh em thông cảm. Cái thằng này á nó ngặt con cái đời 2006 xương cá nó cứng dữ tời lắm anh em, có tháo máy tôi nói là di quay quay ở Thái á. Dặn phải thọt tiếp dặn không, cho nên cái dặn cái độ nó ma sát lớn quá, ốc chịu nổi. Nó không được đã như quay A, nhưng mà cũng đỡ được, cũng chơi được, anh em không đến đổi. Cái uống con ốc này xiết nó cứng gấp đôi con quay A, nó ngộ vậy đó. Chứ không có chơi đâu, không có nói giỡn với anh em. Tháo căng xi măng luôn, anh em biết tôi phải mua thêm điếu mới nữa nè. Tháo nổi nè. Cũ này bể đạn, tên chê bỏ ra. Đúc vô phải đúc tiếp vô nữa. Còn không nữa phải quất cái đầu mới luôn, cái đầu này nè. Đầu này là cái tiếp này nối ra. Vất vả lắm anh em ơi, thấy vậy chứ ai không có ai mà muốn tháo là đồ mình không ngon. Không. Rồi cái bộ lửa đó bán cho anh em full nắp luôn, tiểu đuôi cá hết biết cái đuôi cá luôn. Cái đời này đuôi cá bằng nhôm luôn mới ghê chứ. Tông nè anh em cô chú. Nhôm. Tiểu anh em ơi, anh em nào nhanh tay quất cái bắp về để dành xài xe nhà cho đèn đuốc nó sáng, nó gom mà nó tương tắc lắm. Dàn lửa qua lăng của nó chạy nó cầm cụi lắm anh em. Cái máy này nó dẻo nhẹo mà không biết do đâu. Anh em lên ga nó im, nó ấm mà nó dẻo đi, nó lực dữ lắm. Chạy xe này không muốn gã chút luôn mà vì cơm áo gạo tiền, con cái nào học hành phải cuộc sống mà anh em biết. Bóp bụng mà gã bán đồ món anh em kiếm lời sống với con. Nếu có tiền nhiều tôi không gã mấy xe này để dành chơi anh em cô chú. Rồi tạm ngưng tháo nồi ra nữa anh em ơi. Rồi cái máy xương cá nồi đồng cối đá của 2006 đã tháo xong anh em cô chú ơi.
mọi thứ thì nó nhìn nó tươm tất anh em, mọi thứ nhìn nó còn khá đẹp, khá ổn, phải không? À, anh em mời anh em cô chú mình xem chi tiết cụ thể từ món từ món, mong anh em cô chú ủng hộ. Vô cái bộ số thước như thường lệ như mọi ngày cho nó trống chỗ anh em cô chú, cái này nó tái nhị quá, đưa ra phải vô túi mũ liền anh em ơi, nó để bụi bặm nó vô đã lắm anh em. Bộ số này nhìn còn khoảng 80% ăn lên anh em, số này cỡ 8-9 trăm ngàn mới vừa nó mà bán cho anh em 700, cút nhông còn 70-80% là anh em. Nó chỉ có dấu chạy gì thôi chứ nó không có khớp khiết gì anh em cô chú. 70-80% luôn á, không có nhúc nhích cái gì ta, không có khớp khiết gì á. Anh em coi sọc sớ nó nè, cũng 70-80% luôn. Không có một cái răng nào có mọt hết anh em, quá tuyệt vời anh em. Chúc mừng cho anh em nào mua bộ số này. Tuyệt đỉnh luôn anh em cô chú. Có mấy cái đồ đẹp đẹp vậy, mong anh em cô chú ủng hộ, mong anh em cô chú bấm cái ngón tay cái quay lên có động lực thu hồi thu hút mấy cái xe đẹp về tháo cho anh em cô chú chơi. Thứ nhất là nó bền, thứ hai là nó rẻ, thứ ba là xem giải trí nó cũng sướng nữa. Đánh bóng tên tuổi kênh mà đồ đẹp uy tín, chỉ có uy tín là đánh bóng thương hiệu mình bền vững nhất anh em ơi, chất lượng là bền nhất chứ không có. Bây giờ có nói xạo, nói quảng cáo cái miệng bu lô ba la đi chăng nữa mà nó không đẹp rồi anh em mua một lần là anh em chạy luôn. Còn như tụi em bán ở đây thì anh em thấy mua rồi là muốn mua nữa. Phần đông khách hàng của em là quay lại là như vậy. Thứ nhất là nhờ cái nhiệt tình mà mình chịu trách nhiệm với cái sản phẩm của mình, anh em người ta thương, người ta thông cảm, chứ ai cũng có lỗi anh em. Đời mà cơm ăn còn đổ. Đẹp anh em chứ. Đồ đạc có đôi khi nó sơ xuất nhưng mà mình phải nhận lỗi, mình phải khắc phục, mình phải đổi đồ khác hay là giá cả như thế nào đó cho nó thỏa đáng để anh em cô chú vui vẻ mà anh em ủng hộ tiếp, hoặc là anh em giới thiệu cho anh bạn bè người khác người ta mua. Vô luôn cái dấu hỏi, cái báo số đó anh em cô chú. Anh em giới thiệu cho người khác, người ta mới mua người ta nhát, người ta sợ thất bại, mất lòng tin, anh em không dám chuyển khoản. Rất là nhiều anh em, rất là tôi biết, rất là cảm ơn anh em cô chú, rất là nhiều anh em đã giới thiệu cái phần đó nữa đó nha. Mua đồ một tí cứ chuyển khoản, có nhiều anh em nói là chuyển đi mất tôi đền cho ông. Tôi biết tới vậy nữa chứ đâu phải. Nhưng mà để có dịp thì tôi sẽ hậu tạ anh em cô chú sau phần đó. Tôi kinh doanh với tôi khoái cái lòng tin hơn là khoái lợi nhuận. Nhiều khi được anh em tin tưởng tôi vui hơn là tôi lợi nhuận tiền. Cái nồi anh em, cái nồi này có khả năng nó cháy nổ thì bán cho anh em cái nồi là khoảng 2 triệu. Xương cá thái này bán cho anh em khoảng 2 triệu 3 luôn, khoảng bớt bớt gì nữa cũng 2 triệu 2 anh em cô chú. Dữ dần lắm anh em. Anh em ở ngoài mà anh em thấy cái anh em nóng lạnh luôn. Cái chất không có nhúc nhích chỗ nào. KFL. Hết thế luôn nè mày. Không có đường nào gió, nó im mà nó chạy cái nồi nó dẻo 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 dẻo, nó tỉnh mệt như là cái xe thôi. Thái anh em cô chú. Chưa có khớp khiết gì tao, tông này chưa có mòn, chưa có khớp gì tao, chưa có gận gì tao anh em cô chú. Nó bằng tiếng vậy đó anh em. Trời ơi tôi thấy ngán thiệt, 206 mà nó làm như tẻ thơ anh em ơi. Cố ăn LK nè, đắt 206 đàng hoàng. 06 nè. 06 thì để anh em tưởng đâu ông nội tí hon này ông lấy cái nồi 216 đút cho em quay không có đâu. Qua mặt được một người thôi chứ không có qua nổi cộng đồng đâu anh em ơi. Nói tới nói lui hơi nó cũng lòi ra, thà nó thật không có diễn anh em, chắc cú. Tôi quay là tôi em biết là tôi quay trực tiếp, không có tài liệu á, không có soạn không có gì đó, chỉ có nó thật là mình khỏi cần soạn, khỏi tài liệu, khỏi cần mua mẹo gì. Cứ nói làm sao mình làm y vậy à. Bảo đảm anh em khỏi cần tài liệu. Không có diễn. Như Tấn Thành ông nói vậy đó. Mấy anh em diễn là không có lợi tôi đâu, đừng có diễn. Cứ lên thách thức danh hài, cứ làm thật là lụm.
Còn không lụm thì tại mình giống. Hai triệu hai cho bộ nồi, nếu cháy nổ anh em có người dặn rồi anh em thông cảm, có gì em đăng lại. Còn cây dên của nó dày đây nè anh em, chịu sao nổi mà đưa vô tông này, đưa vô cái là vô bịch luôn anh em. Đã bán rồi nhưng mà cũng phải quay lướt sơ qua cho anh em xem giải trí chơi, tìm hiểu phân tích đồ thêm. Vô nè, rút ra cái là vô bịch luôn chứ không có giá máy, không có để ngoài đất cát nha cô chú ơi. Mấy cái tầm này thì tán ốc ở đây thì anh em biết ở đây khỏi nói rồi, mấy cái phe này tháo ra như rin, không có dấu tích gì hết. Coi rồi coi cái độ lắc ngang nó, cái gai 2006 mà nó cỡ nào, u nó không lắc gì luôn anh em ơi, kiểu nhà máy thôi à. Rồi. Chuyển tiền rồi. Nhưng mà tôi tiền nông không có quan trọng, về anh em chê là anh em là bị lỗi lầm, tôi vẫn đền bù anh em thỏa đáng, vẫn trả tiền đủ cho anh em chứ không phải. Ví dụ ta chuyển tiền mình rồi đi dọc đường lỡ nó cắn, nó làm mấy shipper làm rớt nó cong là sao, phải không? Cái đầu nó bể lá gió là sao, nó móp sơ mi là sao? Không lẽ người ta bỏ tiền ra người ta mua đồ hư. Anh em cứ sợ chuyển tiền rồi đồ gửi bậy thì sao, bậy đền chứ sao, chuyển tả chứ có gì đâu. Anh em chuyển tôi được thì tôi chuyển anh em được, cũng đâu có quan trọng. Khoai tôi nói hoài có 15.000 ký mà mua ký khoai nó sùng 5-6 củ là thấy bất mãn rồi. Có ở đâu mua đồ bạc tiểu xài không được. Ai cũng vậy thôi, mình cũng như anh em thôi. Bỏ tiền ra mua đồ phải, đồ ngon thì nó phải chất lượng. Để xịt dầu cho nó sạch cát đó anh em chú. Có ông kia ông hỏi, tôi chuyển tiền cho ông rồi, ông không gửi đồ tôi sao, vậy mất tiền chứ sao, đơn giản còn chết mà cũng hỏi. Đâu có cái vụ đó nữa, cái vụ gửi tiền không gửi đồ, dữ thiệt anh em cô chú. Dính dính cái gì đây ta, dơ dơ vẫn bẩn gì. Đập vậy, xịt dầu nó sạch cái để đẩy vô xước. Ghê không anh em, dính tí xíu bẩn ngộ quá, tôi không dám cho vô luôn, phải cho nó sạch cái mới được. Nhớt gì đó sạch rồi. Không tin thì đừng có mua, anh em mua anh em phải tin. Chỉ cọc biết cái gì mà cho nó mệt, lo lắng chi. Tiền nông mà biết bao nhiêu cho đủ mà xí gạt anh em cô chú. Lo làm kiếm tiền chứ không có tính cái đường mà xài sao cho ít hao tiền nữa. Chứ đừng nói tới mà tính mà đi giật tiền. Đó, đẩy vô cho anh em coi cái bê tông cái. Chứ không có bây giờ tính suy nghĩ cái ngày mai làm gì chứ gã xe nào mua xe nào cho có tiền nhiều. Chứ không ở không mà tính ở ngày mai xài sao cho đừng tốn tiền. Biết sao nói. Tiền nó ra nó bất chợt lắm anh em. Chiều về ngồi đổ mà nó giật 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 cái nó liệt bên người, tốn trăm triệu đi chơi chứ có gì đâu mà tính. Nổi ai biết đường tính. Đợi chút xíu anh em ơi. Xíu khách đây lỡ tay, lỡ quay lòng. Hết thế cái mặt giống luôn nè. Rồi ơi con. Xương cá chứ không phải chơi đâu, cái này đúng là xương sóc thiệt. Quá đỉnh rồi nè, vô bịch mũ liền cái đẩy vô cho anh em chứ không. Còn cái lóc mỏng này cũng làm như dao luôn rồi anh em ơi, bán cho ảnh luôn rồi. Lóc mỏng này cũng tuyệt vời, cái ron còn luôn anh ơi. Xe này mở ra không có tấm ron nào đó. Về để vậy tha mở bò ráp vô luôn. Tha mở bò ráp anh em đừng tha keo, xong cái mình chùi lao lại. Tha keo nó tàu keo ngoài xấu. Bộ ốc, ốc cũng xong luôn rồi, còn bộ lửa với củ đề. Củ đề này cũng bán luôn rồi nhưng mà 400 là anh em, đẹp lắm nhưng mà khả năng có cháy nổ không thì quay lại anh em chứ này ta đã chốt rồi nhưng mà chưa chuyển. Chưa, chuyện gì cũng chưa chắc ăn.
số 66206 này nè. 6602. Rồi hết clip anh em ơi. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã theo dõi. Cái nào không hiểu thì nhờ anh em cô chú phân tích, comment để lại ở dưới anh em. Mình sẽ rút kinh nghiệm rồi sửa chữa khắc phục cho video ngày nó hoàn chỉnh. Nói năng ngày cho nó tốt hơn để được anh em cô chú ủng hộ. Có đôi khi nói không có tài liệu mà, nói không có sổ sách, không có ghi chép trước. Ghê nó sơ sót, anh em người thông cảm bỏ qua. Rồi đăng liền cho nó nóng. Chào anh em, chào cô chú.